Hello, hello, xin chào đại gia đình đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay lên tiếp tục hai sản phẩm âm ly karaoke gia đình. Ở lên một con Calibro 99S. Âm ly này thiết kế mẫu mã đẹp, nhìn rất là giống hàng bãi nha anh em. Trang bị Eco 50195, máy hoạt động tốt, giá thành con đó phải chăng luôn. Giờ tiếp đến một con Jaguar hàng công ty Mexico ngày xưa. Đó, con này là men màu xanh, xanh lá và tăng phô nguồn dây đồng 100%, tăng phô tròn bự lắm nè, tăng phô tròn to. Đó, máy này thì cũng hoạt động tốt, full chức năng. Đó, là hoạt động tốt hết. Thì phần công suất nguyên zin, phần ghề chúng ta nguyên zin không lai luôn. Con này hàng zin nha anh em. Và nắp máy thì nó cũng xét lâm găm sơn lận nha. Đây, nắp máy này mình sơn dặm lận. Cũng xấu la gai nhưng mà nắp nó rất là dày nha anh em. Nắp này đời đầu là sản xuất, phụ kiện linh kiện toàn bộ máy là chất lượng hết nè. Nắp rất dày, con máy zin rất là nặng. Jaguar. Anh em cho mình bán thêm về sản phẩm lo chữa cháy cho anh em về chế cháo nha anh em. Đó, lo này về có 22 cặp Paramax xịn sò nè. Paramax đời đầu, hàng này là hàng đánh rất hay và con lớn. Đó, con về được 2 cặp thì lo xấu anh em về tăng ten sửa dọc chế và làm thêm hát nha anh em. Đó, lo này là chuột cắn gách nha. Thì cái này là con còn sống hết nha. Đó, về mình hư cái gì mình làm lại cái đó. Paramax Made in Korea nha anh em. Đó, một chiếc. Đó, cặp này thì tình trạng màng gách nè. Này về anh em thay màng, thay mũi. Con còn hoạt động nha anh em, con còn sống á. Rồi, chiếc thứ hai. Đó, một cặp gách nha. Gách màng ha. Made in Korea luôn nha anh em. Đó, cặp này mình bán với giá là 150.000 nè. 150.000 cho cặp lo. Anh em về anh em cái màn nhà này gấp lỗ nhẹ. Cái này chúng ta đắp vá là được, không cần phải thay cái màn nhện nha. Màn nhện thì thấy có một lỗ đó đó. Đây tí xíu nữa, này mình vá là được nha anh em, khỏi thay. Mình thay cái màn, thay mũi, thay kiền. Rồi, lo này hàng xịn. Có thể nói là hàng Made in Korea Hàn Quốc nha anh em. Cặp này 150.000. Anh em nào ưng ý thì liên hệ mình đặt. Bass 2 tắc nha. Bass 2 tắc, bass 20 á. Rồi tiếp đến một cặp y chang như thế luôn. Cặp này nó cũng giống y cấu hình y chang Paramax hết á. Cặp này cái màn tan nát tí xíu nè. Nó bị tình trạng là nó bị dâm giống bị ghẻ lở vậy anh em. Nhưng mà còn hát bình thường nha. Rồi cặp này một cái dây gâu nói nè. Nói lại nha, cái này về anh em muốn hát ngon lành, hát bền thì chúng ta thay dây gâu. Cái này mình để về mình bán luôn. Một chiếc. Rồi chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai thì tình trạng lo vẫn hoạt động tốt bình thường. Ở đây cái màn hơi xấu. Màn này có chấp vá nha anh em. Lo có sao mình để về mình bán luôn. Đó, cặp này giá là 220.000 đồng. Đó, lo còn hát nha. Bây giờ mình sẽ test cho am cặp này luôn. Này Paramax hàng xịn, chúng ta về lắp vô lo, chúng ta nghe là chúng ta sẽ biết kìa. Chắc âm nó sẽ hay hơn những cái hàng khác nha. Đó, cặp này giá 220.000 nha anh em. Paramax hàng xấu chữa cháy nha. Chắc âm tốt. Này lo chúng ta vẫn còn hát bình thường đó. Này anh em kỹ về hay là dây gâu giùm em nha. Thay thêm cái đó nữa rồi được. Đó, gâu này có người nói nè, nói khúc dây điện á. Ngon là cành đào, cặp này 220.000. Giá dọc chế chữa cháy. Cặp gấp thì 150.000. Rồi tiếp đến lên cặp BMB. Cặp này thanh lý giá 120.000 đi cho nhanh nè. Cặp này login còn hát. Bass 2 tắc luôn nha anh em. Bass 2 tắc hàng này là hàng
hiệu là B MDM nè, có hiệu MDM nha. 120.000. Một chiếc. Chiếc đó, hai chiếc này còn hết. Cặp MDM bát này là bát 20, đường kính là 22 nha anh em. Đó, bát hai tắc này 120.000, còn hết top. Nó lo hàng chợ thì giá rẻ nha anh em, còn hàng xịn thì giá nó cứng. Này lo ai qua, chờ mình tí xíu mình lấy cái hước. Đợi rồi, anh em thông cảm nha. Đó, mình quay thì mình cũng không chuẩn bị trước, cần thiết gì lấy thêm. Đây, lo 14, đường kính chéo lỗ ốc là 15 nha. Đó, đường kính nó khoảng 15 đó. Rồi, lo này là hàng Aiwa, lo Aiwa nha mọi người. Từ đôi, lo tình trạng là còn hát tốt. Mũi này mớp tí nè, màng giải nha, màng này màng viền giải thì đánh tiếng nó mềm. Rồi chiếc thứ hai đây, hai gấp tí xíu đây ạ. Này nói chung hàng này cũng có chấp giá nhẹ ha, nhưng mà lo chúng ta thấy là hàng ghim chưa sửa nha anh em. Cái này thì về chế cháo cũng ngon á. Rồi test chắc ham thử nha anh em. Đánh tiếng ok nha. Rồi cặp này bán giá 150.000, 150 cặp này nha anh em. Lo ai qua bát 14 bán 150 nha. Hàng này chắc âm hay, chúng ta về làm lo lời làm gì làm ok luôn đó. Rồi 150.000 cặp lo này ha. Đó, thì có vài cặp lo vậy thôi. Rồi rồi bây giờ mình quay tổng quan cái con Amly Jaguar cho anh em xem. Amly màu đen nha anh em, hàng công ty Mexico, hàng đời đầu á, những top đời đầu, SPA 203 ba la mã nha. Hàng cái dòng Jaguar này nó hay hơn Ariran. Hồi xưa là hai thương hiệu này nó mới qua cũng của Mexico, là chung một công ty tên của Mexico hết, nhưng mà nó sản xuất ra một thương hiệu Jaguar và một thương hiệu Ariran, hai cái nha. Con này là Jaguar công ty, và công suất em này 150W một kênh, nhưng mà đánh ở thực tế ngoài nó khỏe và nó đánh lực hơn những cái con công suất tương tự như thế này. Cái công suất đó mình so sánh là mình phải đánh trực tiếp mình mới cảm nhận được em mọi người. Ở đằng sau liên lạc và đặc biệt dây điện nguồn này nó dẻo nhẹo nha, dây này dây đi tốt, dây gin theo em nói luôn, dây nguồn nó là dây nguồn gin theo máy. Mặt tiền liên lạc đẹp, nó chạy lại gai nhẹ cái tay nắm nha mọi người. Đó, hàng này hàng cũ đã qua sử dụng rồi, nhưng mà này nó không có chạy, nó dính làm như dính sơn á, nó không có chạy. Cái bà nó nghe anh em, cái này là hàng nói chung có sao để vậy cũng cần phải tí xíu ha. Rồi bây giờ đặc biệt thì mình sẽ cho anh em xem bên trong. Bên trong em này thì trang bị cái gì, và máy này chạy máy sò ha. Ở chúng ta thấy quả tăng phô khủng nha mọi người, tăng phô nguồn xiến nè, tăng phô to chà ná rất bự này. Tăng phô này dây đồng 100% luôn, cục nguồn rời này nếu mà chúng ta mua lẻ kiếm mua được là giá nó cũng đắt đỏ lắm nha, năm xì cục đỏ đó. Nguồn này chúng ta phối ghép những cái con Amly 12 sò là đánh căng đét luôn nha. Nguồn này công suất lớn và công suất nó chuẩn, nó đánh lâu không nóng thì nó cũng khó sụp áp nữa. Nhiều cục nhôm thì chúng ta sử dụng lâu ngày dễ hén, lâu năm thì nói chung mình đánh quá công suất là nó sẽ áp nó sẽ giảm tí xíu, còn cục đồng thì không có. Ở đây men này chạy là hai vế, một vế là 4 sò, sò ở đây có số 125, sò ghim theo máy.
Thì hàng này là chưa qua sửa chữa, công suất là nguyên zin zin nha anh em. Ở số 125 nha. 125 đây. À, này 4 con. Một vế là 4 con. Thì sò này là sò MOSFET. À, sò MOSFET 2 vế 8 con. Tụ ở đây là 10.000 microfarad, 10.000 UF, 63V. Máy hình thức liên lạc đẹp zin. Rề nè anh em. Đó, rề chúng ta là mid 4IC. Mid 4IC nha. À, mid là linh kiện điện trở, đặc biệt toàn bộ máy là 5 dòng màu hết. Máy hình thức thì chúng ta thấy liên lạc. Rồi, à, bây giờ là mình sẽ quay vô và mình test cho anh em nha. Máy này thì nó liên lạc đủ đồ hết nha. Và đảm bảo là máy zin, rề zin. Và phần công suất chưa đụng chạm, chưa qua sửa chữa. À, hàng này là hàng cũng sưu tầm. Em nào muốn chơi thì liên hệ em. Đó, con này giá là 1.300.000 đồng, 1.300.000 đồng cộng ship. Đó, anh em chốt đơn chốt hàng cọc trước cho em chút đỉnh, em gửi hàng đi. Hàng cam kết là nguyên zin zin, zin và còn sử dụng tốt, full chức năng luôn nha, chứ mình mua về sử dụng liền, không cần sửa chữa hay mình đụng chạm gì thêm. Cái đó em đã chịu trách nhiệm và kiểm tra test 69 kiểu rồi đó anh em ơi. Rồi, tiếp nối chương trình là mình test chất âm con Jaguar FBI 2.33 la mã cho anh em nha. Con này là hàng Jaguar công ty xịn sò của Mexico. Jaguar không phải là hàng ráp, hàng chợ nha mọi người. Hàng này công ty xịn. À, Jaguar thì nó có rất là nhiều thể loại. À, Jaguar Hàn Quốc, Jaguar liên danh, Jaguar công ty Việt Nam và Jaguar chợ. Nó 3-4 loại hình thức lận. Nhưng mà cái hương hiệu Jaguar sâu dông này á là rất là nhiều hàng nhái nha. Nhiều khi cái mặt nó y chang nhưng mà cái ruột nó khác nhau. Đó, nhiều cái nó gắp siêu điểu, nhiều cái nó cũng gắp được, gắp ngon. Thì cái đó mình sử dụng hàng mình phải biết coi hàng nha anh em. Hàng Jaguar công ty ra công ty, còn Jaguar Hàn Quốc ra Hàn Quốc liên danh nó khác nữa nha. Đó, nó 3-4 thể loại vậy đó. Rồi bây giờ mình test cho anh em nghe. Con này đảm bảo là hàng công ty xịn sò và tăng phô, đặc biệt thì quả tăng phô trà ná vậy nè. Tăng phô tròn, xiến, dây đồng 100%, hát hay hơn thằng ai đi đăng luôn nghe anh em. Con này bo mô chip là người ta thiết kế là 5 con IC đó, và Eco 2399 xịn xưa. Rồi test nhạc nghe ha. Đánh tiếng cũng rất là chắc nha anh em. Ướp phê hoạt động ngon lành hết nha. 3S này. Đó, 3S là thay đổi âm sắc liền ha. Đó. Chúng ta nghe tiếng nó giống 3D rồi. Đó, nhạc nghe như thế là rất là hay rồi nha. Ốp phê con này nó cũng rất là khỏe nữa. Dặn lên tí chiếu mình nghe là nó đánh căng đét rồi đó. Rồi bây giờ đến phần test Eco 2399 hàng zin xưa nghe anh em. Alo. 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 Cho delay lên tí. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6 alo 1 2 3 4 5 6 7 alo alo 1 2 3 4 5 đó, tiếng rất là nhẹ rồi. Còn này thì hàng này là hàng nguyên zin. À, zin công suất, zin ghề, không lai không sửa. Volume chiếc áp có hay thế nha anh em. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 alo.
lực một hê bơ bùm năm sầu. Đó, tiếng nó rất là bay nha anh em, tiếng hay, dễ hát, dễ dùng. Thì hàng này hàng giá gô xịn, mình test chắc âm cho quý anh chị nghe như thế thôi. Con này giá 1.300.000 đồng. Đó, hàng này cũng khá và chúng ta sử dụng rất là bền, sản xuất năm 2006, 2007 đến bây giờ nha anh em. Con này là năm 2006, năm 2007 đến bây giờ. Đó, tuổi thọ là cũng gần 10 năm rồi đó, 16, 17 năm. Rất là lâu rồi nhưng mà máy chúng ta vẫn còn zin và hoạt động ngon lành. Karaoke là cũng khá, rất hay. Đó, quý anh chị nào xem thích ưng thì chúng ta có thể liên hệ em đặt hàng ủng hộ cho shop. Đặc biệt tăng phô loại này là tăng phô tròn dây đồng nha anh em. Cục tăng phô này cũng khá là đắt tiền nếu mà chúng ta mua rời, mua lẻ. Đó. Rồi tiếp tục mình soi con Amplicali nha anh em, soi ngoại hình ha. Ngoại hình nội thất. Con này Eco 50195, mặt phai nhôm sơn đen nha anh em, mặt nhôm sơn đen. Đó, tay nắm to. Hàng ngày xưa, một dạng công ty xưa nha mọi người. Đó, California Pro 99S. Đó, các núm volume rồi cũng đẹp nè. Núm này thì chúng ta thấy là cái núm cái kiểu này là giống cái kiểu hàng bãi nha mọi người. Cái núm á, nó nguyên một bộ em, nó còn đẹp luôn và đủ không khiếu không lai con nào ha. Nấm volume là ok luôn đó. Rồi mặt tiền chúng ta liên lạc đẹp. Con này có công suất là 150W một kênh ha, hai kênh là 300W. Ở đây có ghi output rõ ràng nha mọi người. Có cầu chữ U out in đầy đủ. Đó, và trạm lo là trạm dặn. Trạm dặn kiểu như Adirang XG. Và đặc biệt dây nguồn nè, dây nguồn to như ngón út và một dây rất là dài. Dây zin theo máy đó. Rồi bây giờ mình soi bên trong ha, xem. Xem coi bên trong có cái gì. Đây. Thì cái con máy này trang bị là Eco nè, cho anh em xem. Eco xịn sò 50195 nha mọi người. Ở Eco này thì tiếng bay bổng, bảo đảm hàng ca hay cho anh em luôn. Tiếng rất là trung thực. Hàng zin theo máy nha. Tí nữa mình test là phải nói là chất âm nó rất là bay. Karaoke nhẹ nhàng. À, thì máy này thiết kế tăng phô vuông và tăng phô này là tăng phô to nha anh em. Con máy chúng ta ghim rất là nặng luôn. À, tăng phô khoe vuông dây đồng á nha. Và chạy tụ là 10.000 UF. Tụ này 63V 10.000 UF ha. Đó. Rồi đến phần vĩ công suất của chúng ta. Công suất này chạy là một bên hai con sò. Sò đây là sò Toshiba lớn, sò Toshiba Nhật A1943 và C5200. C5200 và linh kiện trên mạch chúng ta thấy rất là nhiều, thấy không? Đếm các con transistor nhỏ nhỏ nè, là ở đây chúng ta thấy sơ đồ mạch này thiết kế với cái sơ đồ rất là chi tiết và rất là nhiều linh kiện bảo đảm bảo là tạo cho cái chất âm hay tốt, nó chất âm nó chi tiết rõ ràng nhất. Đây chúng ta đếm thử ha, 1, 2, 3, 4 con nhỏ nè, 5, 6, 7 ha, 8, 9, 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16, rồi tím luôn con này, 17 nè, 18 nè, 19 con, rồi hai con ở trong nữa là 21 con. Ở sơ đồ mạch chưa tính sò là chúng ta thấy 21 con transistor mà nói chung là nó hơn 20 con, chưa tính điện trở tụ đồ này nghe anh em. Mạch này phải nói là rất là nhiều linh kiện nha. Càng nhiều linh kiện thì cho chất âm ra càng hay và chất âm nó càng trung thực nha anh em. Anh em lưu ý điểm đó giùm em. Hàng ngày xưa có khác nha. Linh kiện tốt không á. Linh kiện này điện trở là ta nói nó bự, nó chân nó to lắm á. Đó. Chân riêng linh kiện là chúng ta thấy là chân to, nó điện trở tốt. Thì máy này là máy cổ, máy xưa. Cái hình thức, cái ngoại hình nó cũng linh kiện chúng ta thấy nó hơi cũ cũ thôi nhưng mà còn hoạt động tốt bình thường.
Rồi con máy này chỉ như thế, nắp máy đẹp luôn nghe quý anh chị. Đây, nắp máy là heo em nó luôn, không có xét nhiều ha. Này em có sơn dặm lại một nước sơn đen cho cái máy chúng ta đẹp. Rồi. Rồi bây giờ mình tiến hành mình test cái mã âm ly là California Pro 99S nha anh em. Đó, âm ly này là đặc biệt là hàng này trang bị Eco 50195. Rồi bây giờ test chất âm cho anh em nghe nha. Mở nguồn lên ha. Đó, mở nguồn lên, chờ tí xíu relay nó đóng hai cái luôn nghe mọi người. Tại vì dĩ công suất nó nằm relay là hai bên luôn. Rất là tốt, bass chép đầy đủ. Nè, mình lên bass nha anh em. Đó. Dàn nút là upper chúng ta hoạt động tốt hết luôn. Upper là ngọt ngào, dặn lên là nó hát không có dấu hiệu lỗi nha anh em. Nè, dặn lên từ từ là hát theo chúng ta luôn chứ nó không có rột rạc điểm lỗi nào. Dặn lên đều là nó hát đều lên lớn lớn từ từ ha. Rồi phần nhạc là chỉ như thế thôi. Con này là không có nút 3S nha anh em. Này nút này là nút công tắc chỉnh AB tín hiệu vào ha. Nè. Này là AB thôi chứ không có 3S. Chọn ngõ tín hiệu vào. Rồi bây giờ đặc biệt test Eco cho anh em nha. Thì những cái dòng mà ngày xưa mà hiệu Kali như thế này trang bị cái dòng Eco là nó bay bổng, tiếng trung thực rất là nhẹ hát. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo. Đó, tiếng nó rất là tốt nha mọi người. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Echo như thế này là chuẩn bài à. Con này chúng ta mua sưu tầm, giá nó cũng rẻ, 1 triệu cho con này nha anh em. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alo. Đó. Rồi phần mono nè, bây giờ nhắn vô mono nha. Alo. 1, 2, 3, 4, 5. Có hai hệ thống ra hai tiếng khác nhau, mono và xì-te, tiếng nào cũng hay nha. Alo. 1, 2, 3, 4, 5. Alo. 1, 2, 3, 4, 5. Nút upper là ngọt ngào hết nè. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 5, 6, 7. Đó, thì chúng ta căn chỉnh theo ý hết. Delay chúng ta nằm ở giữa là dễ hát nha anh em. Rồi máy chúng ta hoạt động nghiêm chỉnh mic 1, mic 2 tốt full chức năng luôn. Đó, con máy này giá là 1 triệu đồng cộng ship nha anh em. Đó, giá 1 triệu đồng cộng ship. Đó, anh em mua về chúng ta nghe nhạc karaoke gia đình với cái công suất âm ly là vừa đủ là được nha anh em. Cái công suất này là 150W một vế. Đó, chúng ta đánh được lo là 2 tấc 2 tấc rưỡi. Ở một cặp 2 tấc hoặc là một cặp 2 tấc rưỡi đánh gia đình rất là hợp lý. Còn nếu mà anh em muốn ghép phối lấy phần rề của cái tiếng này, tại cái tiếng này nó hay ha, lấy phần rề của tiếng này chúng ta đưa vào đẩy đẩy công suất lớn hoặc là âm ly khác công suất lớn hơn, chúng ta lấy đường ao phần rề này nè, ở ngay cầu chứa ô chúng ta cầu xuống nha anh em, lấy phần rề này tiếng rất là tốt, thì tùy mục đích anh em sử dụng nha. Đó, con California Pro 99S này giá 1 triệu đồng mà. Rồi bây giờ thì clip mình quay tới đây kết thúc. Chân thành cảm ơn em đã xem video nha.